Dạ, sa thứ lành thay, cảm ơn chị nghe Pháp, cảm ơn chị Rạng Đông. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, con kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, con kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Tuệ Quyền. Ni Thì na quý cha cha ra na ba tí sa ta cha hi sa sa ma thi na tham ma vi mít cha di na cha sam ban na quý cha cha ra Na bát tít sa ta cha hi sa tha đu kha mi đằng a nắp ba cần a số gia tha pha rô ca sa ni vi thu a ta bi nô sang quê ghi nô pha hoa tha sa tha gia si lê na cha vi ri dê na cha Sa ma thi na tham ma vi minh cha di na cha Sam ba na quy cha cha ra na ba tinh sa ta cha hin sa tha đúng kha mi đăng a nắp ba căn như ngựa hiền chạm roi hãy nhiệt tâm hăng hái với tính giới tinh tấn thiền định cùng trạch pháp minh hạnh đủ chánh niệm đoạn khổ này vô lượng. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Sở gia tha pha rô ca sa ni quỳnh thu a ta bi nô sang về ghi nô pha qua tha sanh tha gia si lê na cha quý ri về na cha sa ma thi na tham ma vi minh cha di na cha Sam ban na vi cha cha ra na ba tin sa ta cha hin sa tha đường kha mi đăng a nắp ba căn a sơ gia tha phát rô ca sa ni quý thù a ta bi nô sang quê ghi nô pha qua tha sát thà gia sĩ lệ na cha vì ri về na cha sầm mà thi nà thầm ma vi ni cha về na cha sầm bành na quý cha cha ra nà ba tít sa ta cha hi sa tha đu kha mi đằng a nắp ba căn a sơ gia tha phát rô ca sa ni quý thù a ta bi nô sang quê di nô phát hòa tha sát thà gia sĩ lệ na cha vì ri về na cha sầm ma thi na tham ma vi ni cha di na cha sầm bành na vi cha cha ra na ba ti sa ta cha hi sa tha đu kha mi đằng a nắp ba càng
Asoyatha Varukasani Vinthu Atabino Sangvegino Pavatha Santhaya Silena Cha Viriyena Cha Samadhina Thamma Vimincha Yena Cha Sambandha Vicha Charana Batisata Chahi Satha Dukhamidang Anapba Kang. Người hiền chỉ thấy bóng roi, tinh cần dưới đất sáng ngời tính tâm, định thiền trạch pháp suy tầm, kiến tri đạo hạnh trong ngần như gương, đủ đầy chánh niệm lên đường. Những người như vậy tai ương tận lìa phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Dạ em mình kính mời bàn tay với anh chị khác ạ. À, em làm quá trời nhiều vậy. Dạ. Chị nghe pháp và xin chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị nghe pháp và chị Đặng Đông ái mình cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 144 ạ. À so ya tha ta tho ka na vi tha to a ta bi no sa ve si no ba va tha Sathāya si vena ca vinaya ca sammādhinā dhammāvipīca yena ca sambandhāvipīca ca caraṁ āpaṁti sattā yahi sattā dukkhaṁ anappaṁ Asoya tha bà thô ca sa ni viên thô a tha bi no sang về ri no ba wa tha sát tha ya si lê na cha vi ri ye na cha Samadhina dhamma vinicchayena ca sambandha viccha caraṁ āpaṭisesattā janisattā dukkhaṁ nithaṁ anappakaṁ. Như người hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái giới tính giới tinh tấn thiền định cùng pháp, cùng trạch pháp minh hạnh đủ chánh niệm đoạn khổ này vô lượng. Đó là khổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. A so ya tha pa tho ka sa ni vin tho Atabino sang về ri no ba wa tha Sathaya si lê na cha vi ri ye na cha Samadhina dhamma vinicchayena cha
cha sambanna vi cha cha rằng anabita sata cha hi sa tha dukkhang mì thắng anap ba ngựa hiền chỉ thấy bóng roi, tinh cần giới đức sáng ngời, tính tâm định thiền trạch pháp suy tầm kiến tri đạo hạnh trong ngần như gương đủ đầy chánh niệm lên đường. Những người như vậy tai ương tận lìa, đó là khổ theo của hàng thượng giới đức. Nhà con đã kể xong, xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ, nghe pháp sơ ý em không thấy bàn tay của xích Rạng Đông, thấy có Rạng Đông thôi, nghe pháp xuống sao Rạng Đông cũng đọc đi. Dạ, xích ai mình cho bài nghe pháp bị trôi qua rồi. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Quyền. Dạ, con xin đọc ôn bài. Aso giá tha bá rô ca sa ni vít thô a ta pí nô sam quê ghi nô bá hoa thá sát tha giá xí lê ná chá quy rí dê ná chá sa ma thí na thăm má quý nít chá dê ná chá sam bằng ná quý chà chá ra na pa tít sa ta chá hít sa tha đúc khá mí đăng á nát ba căng dương ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tính giới tinh tấn thiền định cùng trạch pháp minh hạnh đủ đầy chánh niệm đoạn khổ này vô lượng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngựa hiền chỉ thấy bóng roi, tinh cần giới đức sáng ngời, tính tâm thiền định trạch pháp suy tầm kiến tri đạo hạnh trong ngần như gương đủ đầy chánh niệm lên đường. Những người như vậy tai ương tận lìa. Và nghe pháp đã đọc bài xong, mến mời bàn tay của Xích Rạng Đông. Sa thú lầm thai, cô nghe pháp đọc ôn bài lại lần thứ hai. Và con không biết đạo trong đạo tràng quý anh chị có ai muốn có chị Tâm Phương mới vào đạo tràng. Chị Tâm Phương ơi, giơ bằng tay lên kệ ôn bà câu pháp cú số 144 nha, thấy còn còn giờ để ôn. Kính mời chị nha. Tụi em sẽ post bài lên. Kính mời chị Tâm Phương.
Dạ, con không thấy dấu hiệu của chị Tâm Phương, chắc chị bị bận. Vậy con thấy Thượng Tọa Tùy Quyền đã vào room và cũng không có ai lên kệ nữa, thành ra con xin đọc bài kinh thỉnh Pháp Sư. Chúng con kính thỉnh, sau đó kính thỉnh Thượng Tọa Tùy Quyền lên chiếc giảng từ dựng duyên sự và ý nghĩa của câu số Pháp Cú sau số 145. Vậy con không thấy chư tăng khác vào đạo tràng, con xin kính thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền. Sau đó con xin kính đọc bài kinh thỉnh Pháp Sư. Brahma cha lô ca thi ba tỳ sa hầm ba tỳ ca tành cha li ảm thi hoa rằng á già cha tha sanh tỳ tha san tam ba ra cha kha cha ti ca đề xê tu thầm măng á nu cầm pi măng ba chăng san thầm ma phê rình quý na dạm cha ca dăng su tàn cha bàn thăng á phi thầm ma chăng măng a cô ta dăng tô cha tu sắc cha đặng đặng bấm bồ tha này về Parisa ya mày chê e quang sa hầm ba ti brahma pha ga quang tăng a ya cha tha tuần hi pha quê na tăng bút thô ca ruồn nhê na thi qua sa ya tăng hà vun tha ya pa đề na mi ga đà dăng ta tu ga tu bạn cha quan già đa vô này về a măng bà về si thầm ma tô ta tô ba phù ti sầm bùa thô a nô na thầm ma đề sa năng ma kha quan sa ni đề sê si sa ta năng an tha xin tha căng tê na sa thu ấy vô phạn tê đề xê tu thầm ma đề sa năng sam bà di tha ba ri sa dạ sa dạ anu cầm bầm bi ca ta quê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phật nhận lời nhân chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như đường nem hương gì hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nội đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tội mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và con đã đọc xong bài kinh thỉnh Pháp Sư. Con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền lên cầm mic để chiết giảng từ dựng. Con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Hôm nay có đến quy niệm mà. Giờ quý vị có mặt trong trong room không? À, để đức quy niệm có mặt trong room không ạ? Dũng tôi nghe chúng tôi nói rõ hả? Nếu như thường thì chúng tôi nghĩ chắc có lẽ như là
Thì đi chờ chúng tôi một chút xíu, cho chúng tôi điện thoại để quý niệm coi coi. Nếu như các vị có báo trước thì nó là dễ dàng hơn, với chúng tôi thì cái thức nghĩa thì nó cũng cũng là khó, nhưng có cái là có sự chuẩn bị trước, phải chúng ta phải tra từ ngữ. Cho nên thường thường thì đức quy niệm không có đại đức pháp tính thì đại đức quy niệm. Nếu quý vị chờ chúng tôi một chút xíu. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá, dẫn quý vị nghe chúng tôi nói rõ. Quý vị nghe chúng tôi nói rất dạ, cảm ơn cô Răng Đông, cảm ơn cô ấy mình. Chúng tôi cũng vẫn không là, chúng tôi liên hệ với đại đức huy niệm cũng chưa có được. Dạ. Thôi thì chúng ta chỉ kể thôi, vấn đề hôm nay thì thích nghĩa thì có lẽ là giới hạn lại. Bây giờ nếu mà chúng tôi thích nghĩa thì ngay bây giờ chúng tôi phải phải cho chúng tôi trước 10 phút thì chúng tôi có thể sẽ thực hiện được cái chuyện này. Còn sự thật ra thì ví dụ như chúng ta không thể nói à Udakan là cái gì à, hít nó dành tí à, netika, ví dụ như nó có những cái học từ, nó có những cái điều đó, cho nên mình phải có một sự chuẩn bị chứ à. Và cái một là cái ngôn ngữ Pali, thứ hai nó Phật pháp thì không có nói cái chuyện mà nói cái chuyện mà phải phải tra cứu một cách rõ ràng. À, thì cái cách đọc thì quý vị biết rồi thì cũng không có khó khăn gì. Một từ Udakan thì nó dành thì nề netika usukara nama dành thì tê cha năng đa rung nama dành thì tê cha ca atta năng nama dành thì supata. Thì hôm nay thì chúng tôi tiền lẽ ra thì chúng tôi chỉ kể một lần rồi cho quý vị cái cách thì quý vị cũng đã bài cũng đã thuộc rồi chứ gì. Udakan hinayanti netika usukara namayanti tejanang darang mayanti tejaka atanang namayanti supata. Thì đó là tùy theo. Thì kính thưa quý vị, cái câu kệ pháp cú 145 này có lẽ chúng ta sẽ không có lạ lùng gì khi chúng ta được nghe các vị pháp sư giảng thuyết, hay là chính chúng ta đã học rất là nhiều lần, và tôi cũng rất là thích cái tích truyện này. Đó là liên quan tới ngài
ngày Sa-di, Sa-di coi là Sa-di Sukha. Nói đến Sa-di Sukha thì có lẽ là chúng ta nhớ đến cái tại sao gọi là Sukha, tại sanh ra được an lạc, được hạnh phúc, đó là Sukha. Còn về khi mà ngài sanh ra được thì nó có nhiều cái, có những cái điều tốt đẹp ở trong gia đình, cho nên đây là một việc. Còn việc thứ hai là sau khi 10 tuổi thì ngài ngài bắt đầu ngày ngày sinh bắt đầu vào tu tu làm sa di, thì xin nhiều cái đề, xin cái đề tài thiền quán để tu tập, và nó cũng có một số cái đặc biệt, tức là xin thọ giáo nơi ngài Xá Lợi Phất là làm thầy. Thì một hôm dẫn Sa Di Xuất Khá đi khất thực thì gặp một người, gặp một cái người mà họ họ dẫn thủy, tức là họ dẫn nước vào ruộng. Thì ngài hỏi, thì ngài Xá Lợi Phất nói, à đó chính là người người ta dẫn nước, người ta đưa nước vào vào ruộng để cái ruộng lúa nó tốt tươi, phải có nước để nó sống. Đi đến một đoạn là một càng một người thấy một người chúc tên, một thợ uốn nắn tên, thì ngài cũng xin xuất khác cũng hỏi, và ngài sẽ là Phật cũng cũng nói, và nói là à, người ta chúc tên để mục đích là bắn trúng cái hồng tâm của mình. Giờ ở đây bắt đầu ngài sẽ là Phật, ngài ngài dạy cho sẽ như xuất khác cũng vậy, con phải khai mở cái vườn tâm của chính con, làm sao đó mà nước nó vào đó, những thiện tâm nó chảy vào, và con làm sao mà uốn nắn cái tâm của mình để trúc đinh, đánh trúc đinh, đánh trúng đinh cái phiền não. Thì chúng ta nhớ như vậy đó, tức là cái câu kể cái chuyện này đó. Thì ở trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta nhớ rằng vì chúng ta nó dẫn thiện nhập điền hay là vào ruộng đó, thì cái đó là chắc chắn là cũng như cây phải có nước, phải tưới nước thôi. Thì cũng vậy, chúng ta tu tập hay chúng ta hiện hữu, chúng ta phải phải làm những cái thiện tâm, là chúng ta phải tạo các công đức phước báo. Có một số người cho rằng, nhiều khi ta nói rằng là bây giờ tôi tu thiền định đó, là cái phước trí tuệ rồi, cho nên không cần thiết gì phải tạo các công đức khác hết. Nếu như vậy thì chúng ta chưa rốt ráo những công đức thiện sự gì đó, chúng ta có thể làm thì cố gắng làm những công đức thiện sự nào đó mà có thể làm lợi cho mình, lợi cho người, như là cái bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thuyết pháp, thính pháp, thì công đức hữu, công đức cải chánh, tri kiến, vân vân. Đó là những công đức lành, đó là những phước lành. Chúng ta làm là tốt chứ có chuyện gì đâu. Hơn là chúng ta không làm mà chúng ta nghĩ rằng à thôi tôi làm như vậy là đủ rồi, thì đây là một điều mà hết sức là hạn cuộc. Vì tất cả những thiện tâm, tất cả những thiện sự, tất cả những điều lành chúng ta dẫn vào tâm hồn của chúng ta dẫn vào cái phước lành, cái nghiệp quả của chúng ta, vào cái hạnh nghiệp của chúng ta, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp, chứ không phải có cái chuyện gì mà nó khi mà dẫn vào thì bởi người ta nói thôi, bởi vì nếu mà làm á thì đây chính cái nhân sinh nó đau khổ, bởi vì thế bố thí thì sanh thiên, là sanh thiên thì phải hưởng lạc, hưởng lạc thì thế là nhân sinh tử đau khổ. Chúng ta hiểu điều đó đó, ngược lại chúng ta sẽ nói một điều này nó sẽ tốt hơn. Y tăng quát tâm mê pu nhân a sở quát khai già hoàng hồn tú, công đức lành này hãy là nhân nhân để đoạn đoạn tận cái lậu hoặc, cái khổ đau, cái sanh tử. Thế đó là một chuyện khác, đó là một chuyện khác, quý vị nhìn nhận với chúng tôi không? Còn nếu như đó chính là hướng tâm đến đến vô lậu giải thoát, hướng tâm đến cái ba la mật, đó là một chuyện khác. Cho nên ở đây nếu như chúng ta
bằng những thiện sự gì đó mà chúng ta làm thì chúng ta đều đọc một cái câu gì hết. Mà trên đường tu tập, trên đường hành pháp độ ba la mật, cái sự tu tập á không phải chúng ta nói chúng ta tu là chúng ta thành được đâu. Ở trong cuộc đời này nếu chúng ta không tạo các công đức, phước trí chúng ta cao lớn quá mà chúng ta thiếu đi cái phước đức và thiếu đi cái phước vật thì cũng là một cái, cũng là một cái trở ngại không ít cho chính chúng ta trên con đường tu tập. Mà nếu như mà quá nhiều phước vật mà không tạo những cái phước lành tốt đẹp như là phước đức, hay là để chúng ta có thọ mạng, hay là phước trí tuệ để chúng ta hiểu biết được, có thể suy xét được, có thể tu tập được. Cho nên ở đây nó là một cái sự tương ưng, nó là một sự hậu tương hết sức tốt đẹp nếu như chúng ta biết. Cái người làm phước biết cái việc phước của mình làm, và cái người biết cái việc phước nhưng không làm phước, và người biết việc phước mà làm phước, đó nói đến cái trí tuệ và nói đến cái sự. Kính thưa quý vị, không chỉ riêng người Phật tử làm lễ làm phước cúng dường, mà ngay cả chư tăng cũng phải làm, biết bố thí làm phước cúng dường. Nếu như vị nào đó mà khuyến khích người ta làm mà tự mình không làm thì vị ấy sẽ bị trở ngại. Người nào dạy người mà không tự mình thực hành thì người đó cũng là một trở ngại cho mình. Sự thật đây, chúng tôi nhìn có những lúc nhìn thấy không phải riêng quý vị làm mà phải ngay cả chư tăng cũng làm, cũng làm phước, cũng cúng dường để hướng nguyện công đức này đến cho quyến thuộc của mình hay tạo cái nhân lành cho chính mình. Cái việc làm phước này nó rộng lắm quý vị, tạo nhiều điều kiện thuận cho người, tạo nhiều cái điều kiện về vật chất cũng như tinh thần, hay là chỗ ở trú xứ, vật thực thuốc men, nói chung một cách tổng quát phổ cập để mang tới. Ở đây người dẫn nước vào ruộng thì cũng vậy, chúng ta dẫn những cái thiện tâm vào trong lòng của chúng ta để cho chúng ta không có bị cái sự ganh tị, để chúng ta không có bị sự keo kiệt bỏng sáng, để chúng ta hiểu biết đến cái tha nhân, để chúng ta hiểu biết đến cái của người cần là mình cần, cái của người khổ là mình cũng sẽ bị khổ như thế. Cho nên mà chúng ta có cái tấm lòng nó vị tha, có cái tấm lòng nó bác ái, nó mở rộng. Và có một điều quan trọng đó chính là cái gì? Dẫn những cái thiện tâm vào trong lòng ta để ta đối trị lại những cái phiền não như là tham độc, như là sân độc, như là si độc. Những cái tham độc, sân độc, si đó mà chúng ta phải dùng gọi là dùng pháp thiện để đẩy lùi cái pháp bất thiện bằng cái cảnh duyên, hay là pháp thiện này trợ tạo cho chính chúng ta làm nhân làm duyên để chúng ta thực hành cái pháp độ. Tại sao có những người sinh ra trong cuộc đời được đầy đủ, được tốt đẹp, chẳng qua đó chính là nhân của tiền thân mà tạo tác thôi, nhân của tiền thân tạo tác thôi. Thì nếu như chúng ta không có cái trí tuệ nhiều thì chúng ta tạo cái công đức khác cũng là tốt. Kính thưa quý vị, cái việc trí tuệ là cao cả ở trong tinh thần giáo lý cũng như tinh thần lời dạy của Phật. Lấy trí tuệ là một kim chỉ nam, lấy trí tuệ là một cái hướng đi của cuộc đời mình, hay lấy cái trí tuệ là một cái con đường dẫn cho chính chúng ta trong con đường sanh tử này thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Nhưng con đường dẫn đó để dẫn cái gì? Dẫn tới những thiện sự. Chúng ta phải nhớ như vậy, việc mà chúng ta dẫn khai mở những thiện tâm ở trong lòng được khởi lên thì như thế
chúng ta mới điều phục được tâm của mình, cũng như đầy đủ tất cả dụng cụ, vũ khí. Và ngay khi đó chúng ta cầm vũ khí lên, chính là tâm của mình đây, tâm của mình đây, mà có thể đánh, có thể bắn trúng cái hồng tâm, cái phiền não, cái đau khổ. Nó không phải là một vấn đề bình thường, chúng ta phải nhớ như vậy. Người dẫn thủy nhập điền để khai mở cho nước vào cũng vậy. Sống cái đời sống bình nhật của mình phải là những con người thật tốt, phải là những con người thật đúng, phải là những con người thật khéo tu. Từ chỗ đó thì chúng ta mới là một cái người dũng sĩ, là một người chiến sĩ, là một người cầm một cái cung, cái tên để chúng ta nhắm đích, bắn trúng đích hồng tâm của phiền não. Chúng ta nhớ lặp lại, chúng tôi lặp lại một chút cho chúng ta biết. Chúng ta phải tu cái pháp độ, trong đó nó có 10 pháp độ: bố thí, trì giới, xuất ly, trí tuệ, tinh tấn, chân thật, nhẫn nại, chỉ nguyện, từ bi, xả. Ở cấp độ của parami bờ kia, upaparami bờ trên, paramattha parami bờ cao thượng, ở đây nói đến một cái quả vị của toàn giác, của độc giác và của thinh văn giác, thì chúng ta phải đồ đủ 10 cái pháp độ kia, chúng ta mới thành tựu cái quả vị an lạc giải thoát. Và chúng ta phải có một sự tu tập chuyên điều phục tâm của mình. Khi pháp độ đã chín mùi, khi pháp độ đã đầy, sẽ đầy đủ. Kính thưa quý vị, thì nước đã đầy đủ ở trong, ở những cái thiện tâm ở trong lòng ta đã đầy đủ. Và vì như thế, chúng ta có đủ cái vũ khí, có đủ cái khí tài, khí lực để mà chúng ta chống chọi lại, chúng ta mới diệt được cái kẻ thù của chính mình. Cũng như thế, chứ phải tự nhiên mình tu như vậy, cái mình nói tu có chút xíu à, cái mà mình đủ thứ lý do hết á. Mình nói như thế này là không đúng, như thế kia là đúng. Mô Phật khoan, chúng ta đừng có lý thuyết. Có một số vị nhiều khi tu á, nhiều khi họ cũng lầm tưởng đi vô, xong cái chuyện tu cảm thấy nó có sự an lạc, cái tự nhiên thấy người ta lễ bái, thấy người ta cung kính, các vị nghĩ rằng như vậy là đúng rồi, cũng chưa chắc. Chúng ta phải trải qua một cái sự thực nghiệm, trải qua một cái sự tu tập cái tốt kìa, chứ phải là tự nhiên coi như là thấy người ta bái bái lại lại, thấy người ta mình giảng thuyết ba đôi ba câu, hay là mình tu tập thiết trang nghiêm như vậy, thấy người ta đến đỉnh lễ cúng dường, mình tưởng chắc mình là ông thánh bà chúa gì đó, thì mô Phật hãy có chừng. Bởi vì ở trong cuộc đời này đường dài thì mới biết được ngựa hay, con người như thế nào và cái sự tu tập của chúng ta ra sao. Mà Đức Phật ngày dạy vì tỷ kheo hay quán tưởng, đến giờ phút cuối cùng chúng ta có thật sự hổ thẹn, chúng ta có sự ghê sợ khi mà nhìn với các vị đồng phạm hạnh hay không. Ở một cấp độ khác, là một người đệ tử, kính thưa quý vị, chúng ta tu tập, phải thật sự tập dẫn thủy nhập điền, tạo những cái tâm thiện nó vào, để chữa đổi những cái tâm mà xấu xa, cái tâm mà nhiều chuyện, cái tâm mà ác khẩu, cái tâm mà bón xén, cái tâm mà keo kiệt, cái tâm mà nóng giận, cái tâm chấp quán, chấp hờn, chấp ngã, chấp ta. Khi chúng ta chịu sửa đổi, khi chúng ta chịu tu tập, thì đây chính là chúng ta đã đang bắn, đã đang đẩy, đã đang loại trừ, đã đang trừ diệt những cái phiền não của chính mình. Mà mũi tên đó chính là mũi tên của chính ta đã cầm lên ở trong lòng mình, mà chúng ta đánh, chúng ta đuổi kẻ thù, đó là những phiền não.
tự điều phục ở đây tự điều tự thân hay là tự điều phục đúng quý vị, điều phục thân tâm đó. Tức là tam nghiệp của chúng ta không làm ác, mà tam nghiệp chúng ta không làm ác ở đây nó đến ý nghiệp rất là lớn. Cái sự tu tập cần phải dấn thân, cần phải thực tế đi vào, chúng ta sẽ rất là khó tu. Khi chúng ta không chịu tu, chúng ta sẽ rất là dễ dàng khi chúng ta thực hành. Cái tâm này nó lao chao, nó vọng động như là cá nó quăng lên trên bờ, nó nhảy cờ lưng tưng, cứ như thế nào thì cũng vì cái tâm mà không tu nó cũng nhảy lưng tưng như vậy đó. Cái sự điều phục tâm là một vấn đề rất lớn. Khi mình nghe người ta nói xấu mình, khi người ta không vừa lòng với mình, khi người ta khó chịu với mình, sân si với mình, mắng nhiếc mình, đánh đập mình, chửi mắng mình, mà chúng ta dĩ nhiên khó lắm chứ không phải là chuyện dễ dàng, nhưng phải tập. Nghe người ta chửi mình thì mình cũng biết có cái chuyện chắc chắn rằng mình với họ có cái oan cái, chắc chắn rằng mình với họ nó không có cái duyên. Thì từ cái chỗ đó đó, chúng ta kham nhẫn, chúng ta chịu đựng đi để vượt qua, chứ mà đừng đôi co, mà đừng trả đũa. Mình nói rằng tôi không có phải ngu si, tôi không phải dễ dàng mà người muốn đè đầu đè cổ gì tôi, muốn chửi mắng hay muốn xem thường tôi vân vân. Tất cả những điều mà chúng ta nói đó chính là những sự chấp ngã. Trong cuộc đời này không ai giải quyết chuyện của ta, chính tự ta giải quyết chuyện của ta thôi. Hôm nay người ta khen mình thì ngày mai có người chế mình, hôm nay có người chào mình thì ngày mai có người cũng như chưa hề quen nhau với mình. Đó là chuyện lạ. Hôm nay thuận duyên, ngày mai nghịch duyên. Hôm nay hòa thuận, ngày mai không còn vui, không còn như bình thường nữa. Thật ra trong sự sinh hoạt là những người Phật tử thường nghe chư tăng giảng thuyết và cũng đụng nhau đùng đùng mầm mầm trong ban điều hành. Đơn giản bây giờ có sự sinh hoạt của hai room, tức là pháp cú và lớp Phật pháp, có đôi khi cũng đụng mầm mầm, nhưng sự sinh hoạt được lâu dài là do những người biết điều phục cái tâm của mình, biết điều phục mục đích của mình, và chúng ta vượt qua tất cả để chúng ta chỉnh cái mục đích của chúng ta vào giữ lớp để làm gì, để chúng ta học Phật pháp, để chúng ta phụng sự Tam Bảo. Chúng ta không phụng sự cho một ai, không sợ một ai, mà cũng không ngại một ai, bởi vì điều này làm đâu phải có tiền có bạc có gì đâu. Ngay cả giữa chư tăng và Phật tử phải có một cái tâm, đến giờ mình cảm thấy như là một cái món ăn tinh thần, như là một cái lễ nghĩa, như là một cái gì đó mà chúng ta làm bằng một cái trạng thái tự động, bằng một cái sự tự giác của chính mình thôi. Và vì vậy cho nên cái tâm của chúng ta nó vô cầu một cái mục đích gì cả, mà chúng ta mục đích chỉ là vô cầu cái lợi lạc, không có mục đích vì lợi lạc, mà mục đích vì được nghe, được học, được hiểu chánh pháp và được chia sẻ với người, cho người. Thì như thế thì nó yên vui lắm. Chứ còn vào mà tự nhiên sao tôi thấy tôi không thích cô Ây Minh, tôi không thích cô Rạng Đông, tôi không thích cô nghe pháp, tự nhiên tôi không thích, hay là quý vị tôi không thích sư này, tôi không thích sư kia, cũng chết luôn. Sư này nghe như thế này, sư kia nghe như thế nọ, thì chúng ta không có điều phục tâm của mình. Cái mũi tên của chúng ta khỏi có bắn tên gì, tự tên nó đã bắn rồi, nó phiền não nó ngự trị trong tâm ta rồi, không có dọn dẹp, không có chùi rửa, không có lau chùi gì cả. Đây chính là cái sự thật.
ai cũng chấp ngã, cô này hay, cô kia dở, cô này tốt, cô này đúng, cô kia sai. Cô cần thiết phải, cô cần thiết phải phải như thế không? Thì nó được an lạc. Cô cần thiết phải được như thế không? Rồi người này thân, người kia không thân, người này quen biết, người kia không quen biết, là được khen, được chê, cô tất cả. Chứ có nhìn dư luận cho rằng mình có làm hay là không làm, mình đúng hay là mình sai. Mà nhìn tự là mình à, đúng hay sai thì tự mình biết. Thì nếu như tự mình biết như vậy và chúng ta biết đón nghe, tôi không có lỗi, đừng có trách tôi à. Tôi không có lỗi. Cái mà tôi không có lỗi đã có lỗi rồi. Cái mà chấp chúng ta không có lỗi, cái chấp chúng ta không có lỗi, đó là quá lỗi. Đi nghe cái đó. Cái cho rằng mình không có lỗi, mình không không có cái gì trên cái nhiên cái nó sanh sự sự sanh sanh sự ra chuyện này. Không có tự nhiên. Không có cái pháp gì mà tự nhiên nó xuất hiện ra, nó đều là nhân duyên. À, mà biết kham nhẫn, biết điều phục là nó vượt qua. Trước giờ giảng thì tôi nghe một cái chuyện của một sư tự nhiên bực bội la lên, nói lên vậy. Cái tự nhiên chúng tôi bực lạ, tự nhiên có chuyện gì cái la lên sao kỳ vậy. Được rồi, để ngày mai ngày mốt gì tôi nói vậy. Ủa, có cần thiết gì mình sẽ nói vậy? Thì có chuyện không mới nói. Tôi kể để từ từ hỏi coi có chuyện gì. Và có nhau cũng sao đó, bình thường. Thì tự nhiên tâm tư của chúng tôi nó nhẹ nhàng. Tự nhiên làm gì mà la ông sùng kỳ cục không? Sư thầy gì mà kỳ cục? Chúng tôi nói cũng như đó, mà nếu chúng tôi không dừng lại, tâm của mình nó miên man, nó chạy theo liền. Bức bối. Tôi không lo tu, mà lo cái này cái kia. Thì tự nhiên mình à, mình có đủ cái lý do, mình có đủ hoàn cảnh, mình đủ điều kiện để mình coi như là buộc tội người, mình đưa lên coi như là xử trảm người vân vân, có cần thiết như vậy? Có lẽ sư đó bực bội một cái chuyện gì đó ông chưa nói ra được, thì thôi kệ, xem như là ông đang sân mà mình cũng sân, thì cả hai là một ổ đau khổ, một ổ phiền não. Tự nhiên chúng tôi nghĩ bình thường nó có chuyện gì, thì đâu có chuyện gì đâu. Chú chỉ biết tôi đang bực bội trong lòng, cái chuyện của tôi chùa chùa chú nó như thế này, chùa tôi như thế thế kia. Không có chút xíu mà cần thiết phải ôm sầm. Chị nhà của tôi cũng như cái gì bây giờ, tôi bực bội con mình quá. Hồi xưa con gì con bực bội con của con quá, nó như thế này, nó như thế nọ. Trước nhất mình với nó bực bội, mình bực nó cũng bực mình. Mình bực người ta cũng bực mình giới. Con của quý vị đó, mà quý vị cho rằng quý vị cũng có cái quyền bực bội nó, cái quyền la rầy nó, quyền có quyền phản ứng nó, chứ nó không có phản ứng mình được, đó là chính mình thôi. Chứ mình đau khổ. Sự thật ra có những cái người ta không vừa lòng, người ta không vui. Mà tại sao không vui? Thì như thế thì hiểu biết nhau được thì nó bình thường, thì đâu có chuyện gì. Sống trong di tăng cũng vậy, nó kêu tức là hàng tháng kêu là phát lồ, tức là nó như là một cái pavarana thiết giới, đọc xong mà chúng ta phải biết, hay là có sự sám hối, có cái sự thông bạch với nhau. Để làm gì kính thưa quý vị? Để chúng ta được tốt. Tốt là tốt cái gì? Để chúng ta, để giữa những vị tỳ kheo với nhau có một cái sự đoàn kết, không có chuyện gì hết. Là nói mà parisuttha yasmanto tasmatun iwa me tang thariya mi. Nếu như có chuyện gì, tất cả xin tăng hãy nói lên.
Đây là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba tôi có lỗi lầm gì? À, do vì nghe vì quý vị vì nghi ngờ hay vì nghe vì thấy vì nghi ngờ xin hãy nói lên, tôi sẽ thu thúc vâng theo cái lời phê phán, lời chỉ dạy của tôn giả hay của hiền giả thì mọi việc nó an lành. Chứ còn mình mà cái chuyện đó là cái chuyện cũng bình thường thôi. Sự điều phục tâm của mình nó nhiều lắm quý vị. Nói chứ cái người với người nó cũng là một điều quan trọng rồi, rồi cái điều phục với cái tâm mình. Cái tâm của mình nó phóng giờ, cái tâm mình nó muốn cái này, nó ham thích cái kia và nó đòi hỏi cái nọ. Đây là tâm bất thiện, đây là tâm không tốt. Ngài sẽ Giê-xu khác điều phục tâm, dẫn thủy, tức là dẫn những cái điều tâm tốt vào trong lòng mình, và thế là Ngài điều phục tâm của mình để hướng tâm đến cái thiền quán, cái chỗ mà nắng tên, hay cái chỗ mà chúng ta biết là cái chữ điều bậc tự điều, tức là tự điều phục đó, điều phục thân, điều phục tâm của mình bằng một cái thiền quán, bằng cái thiền quán nghiệp xứ của mình, tức là vì ấy có sự tu tập, có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác một cách vững chắc, một cách tốt đẹp, thì kính thưa quý vị, nó đạt được nhiều cái phúc lạc trong cuộc đời này. Có thể nói rằng nếu như tâm của Ngài Sa-di Xuất Khát chỉ thấy, chỉ biết như vậy thôi mà Ngài không quay về với nội tại, quay về với chính mình, quay về với cái tâm, với cái phiền não của chính mình để diệt trừ nó, thì chắc chắn là Ngài không thể chứng đắc thánh được. Cũng như cái sự tu tập đó là một cái sự sửa đổi, là một cái sự tự xét, một sự tự nghiệm. Quý vị nhớ rõ, một sự tự xét, một sự tự nghiệm mà xuyên qua những gì mà chúng ta học hiểu. Bây giờ đó, nếu chúng ta nấu trên một cái dẫn nước vào ruộng tâm của chúng ta thì làm những thiện sự, nhưng điều phục tâm á thì đây là một cái tâm để nó thành tựu được cái tâm, mà nó đạt được cái tâm, mà nó cắt trừ được. Chúng ta phải có sự suy xét một ngày như vậy, bao nhiêu điều thiện, bao nhiêu điều ác, bao nhiêu việc lành, bao nhiêu việc không lành. Mà chúng ta nhớ, thân không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, khẩu không nói dối, nói hay lửa, nó đang phạm cái độc ác. Ở đây ý không, tham ác, sân ác và kiến ác. Khi chúng ta khởi lên một niệm ác, chính là không điều phục. Khi chúng ta khởi lên một sự bực bội, một sự ham muốn, một sự khó chịu trong cái ăn, cái mặc, cái thấy, cái nghe, cái nhìn, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái tổng quát luôn đó quý vị, chính cái đó là phiền não, chính cái đó là cái tâm của chúng ta dính mắc, tâm của chúng ta chạy theo. Bởi cái sự tu đó, mà là một cách xuyên suốt, nó rất là đặc biệt, chứ không phải tự động mà chúng ta nghĩ rằng tu cứ vô ngồi tu coi như là rồi năm tháng thời gian tu lâu lên cụ, hay là cứ cạo đầu đi, cứ đắp y đi, rồi cứ vào chùa đi, rồi chúng ta tu. Chưa, thật ra là chúng ta phải có một cái sự kiểm soát, chúng ta phải có một sự uốn nắn, chúng ta phải có một cái sự chuốt trao, cẩn thận cái tâm của mình. Như là người làm tên, chuốt tên, nắn tên, uốn tên, nó thật thẳng, thì cái dương cái cung bắn trúng đích cái hồng tâm. Cũng như phải tỏ bỏ ra công phu tu tập, phải có cái sự tu bằng cái chánh niệm, bằng cái tỉnh giác một cách xuyên suốt,
Và vì chỗ đó cho nên và chúng ta mới có khả năng sát trừ phiền não như là sẽ di xuống khái khai triển thiền quán bằng cách tức là điều phục tâm của mình, ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh không cho sanh, những ác pháp đã sanh diệt trừ nó, và những thiện chưa sanh cho nó sanh khởi, và những thiện pháp đã sanh biết bảo trì nó. Thì ở đây thì cái sự tu tập đó bằng cách như thế nghe được thành tựu quả vị. Ở trong cuộc đời này, vậy hôm nay những người cư sĩ phải phải điều phục tâm như thế nào, hay là người tu phải điều phục tâm như thế nào trong cái đời sống? Nếu như chúng ta sân si quá, chúng ta bớt sân, rồi chúng ta cũng chia tay nhau, rồi chồng mình, rồi con mình, rồi vợ mình, người thân của mình, kiếp này gặp nhau, kiếp sau có gặp nhau không nữa, tất cả là cái duyên, thôi thì sẽ sống hết tình nhau. Bằng cách tu tập kham nhẫn, bằng cách tu tập buông xả, bớt nghe, bớt lo, bớt yêu thương một chút, thương mình một chút, hơn là phải thương chồng, thương mình nhiều quá. Biết lo cho mình một chút, chứ đừng lo cho chồng, cho con, cho vợ nhiều quá, mà chúng ta quên mình. Cái điều đó thật. Cái sự lo đó, nó là cái nợ tình ai. Cái sự lo đó, nó là nợ tình ai, nó là nợ tình ái. Nó là một cái khổ sầu. Cho nên bớt thì nó tốt. Bớt thì nó tốt. À, nó con của mình, nó cháu của mình, mình không lo sao được. Sư nói vậy sao mà nghe nó đau lòng quá. Xin lỗi, lo được bao nhiêu, lo được bao năm. Và chính lo đó, sư nghe cái đau khổ đó, chính mình lo đó, mình đau khổ đó đó quý vị. Tại sao mình đã lo cho con, đừng nhiều mình phải lo cho cháu mình, là sao? Mình nghĩ rằng con nó lo cho mình khi bệnh hoạn, khi về già. Nhưng điều nợ trần ái cuộc đời này nó phải vậy, nó phải như mình suy nghĩ. Mà quý vị lo cho con rồi, bây giờ cũng phải lo cho cháu nữa. Và thế là chúng ta quên lo cho mình. Quên lo cho mình. Thực tế đó quý vị, quên lo cho mình. Và đến khi giấc năm kha khẽ bất bình, bừng cơn mất dậy thêm mình tại không, đi suốt cái đoạn đường đời, cuối cùng nhắm mắt rồi lại nắm tay không, không có hành trang, không có những việc lành, không có những việc thiện để mang theo, không có dẫn vào tâm của mình, dẫn vào của cái độ luân hồi nghiệp báo của chính mình bằng những thiện sự, bằng những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta ra đi bằng một cái sự lo lắng cho những người con, cho những người cháu của mình, còn phải như thế này, còn phải như thế kia. Có cần thiết như vậy không? Nếu chúng ta lo cho người thì không bao giờ lo suốt được. Nhưng mà chúng ta lo cho chính chúng ta một phần, để chuẩn bị cái chết, để chuẩn bị cái chia tay. Nếu chúng ta biết giữa mình và họ rồi cũng sẽ chia tay, giữa mình và họ rồi cũng sẽ ra đi, thì đâu có phải phải chấp giữ, phải ôm ấp giữ vậy. Biết nói được, nói một chút xíu cho cái chân của mình, cho cái tay của mình nó khỏe, đừng tự cột trói mình nữa. Mở nó thì mình sẽ đi được, mình sẽ duỗi tay được. Mình phải biết tự mở ra. Cũng như cái sự chấp ái đó là do chính mình chấp, do chính mình chấp ái đó, tự mình cột mình, tự mình làm khổ mình. Có thể nói rằng trách nhiệm
là do tự chúng ta đưa cái trách nhiệm, gán cái trách nhiệm vào mình. Thôi mình phải lo, thôi mình phải lo, bởi vì nó là con, bởi vì nó là cháu, vân vân. Lo cũng lo vừa thứ gì. Nếu mà chúng ta lo quá nhiều thì con cái của chúng ta cũng cảm ơn mẹ đã lo giúp dùm cho con hết chuyện. Mà chúng ta không có lo cái gì, uống nắng cái tâm của mình, đó chính là một điều thiếu sót. Hay là chúng ta không tạo các cái công đức thiện sự, đó là một điều thiếu sót. Bởi vì chỉ có những cái điều lành, những có những việc lành mới là nơi nương nhờ an lạc cho chúng ta ở đời sau. Cũng như chúng ta phải lo lắng quá nhiều, chúng ta phải ái luyến quá nhiều, chết cũng không có yên tâm, chết nó không có được nhẹ nhàng, chết nó không được vui. Thì ở đây dẫn thí nhập tiền tạo những cái thiện sự để vào cho cái con đường sanh tử của mình được tốt đẹp. Nước đó dẫn các cái phù sa để ruộng được tốt tươi, cũng vậy tạo những thiện sự cho cuộc đời mai sau của mình được thuận duyên, được tốt đẹp, điều phục tâm của mình để không làm những cái điều tà bại, để không làm những cái điều mà đưa đến cái nhân sanh khổ đau ở các cảnh giới tái sanh khổ khổ. Điều phục tâm của mình để thành tựu được những thiện pháp, để chúng ta tu tập tiến hóa. Điều phục tâm của mình để chúng ta có thể thành tựu được thánh đạo giải thoát. Điều phục tâm của mình để cuối cùng chúng ta viên mãn cái khổ đau sanh tử. Đó là một sự tu tập tốt đẹp. Ở trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, cái gì cũng là một sự bắt đầu, cái gì cũng là một sự dám chấp nhận, dám dấn thân. Cái việc tu cũng vậy, bằng chính tự thân của chính mình, cũng ai giúp cho tu cho ai, cũng ai tạo cái điều thiện cho chính ai, cũng chả có ai làm cái điều ác mà giao cho mình để mình lãnh. Không có bà con quyến thuộc mang tới cho mình cái điều chánh điều tà, mà chính mình thực hiện cái điều chánh điều tà. Đấy là thật. Cho nên biết như vậy, rồi mỗi người phải ra đi với cái nghiệp riêng của mình. Sape sata kamasaka kamadaya da kamayoni kamapanthu. Ta có cái nghiệp của ta. Nghiệp là thừa từ, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là tài sản, nghiệp là của riêng mỗi người. Không ai giống ai hết. Đặc biệt gì chính gì, nghiệp gì biệt mà. Tâm không người nào giống người nào hết. Thì từ tâm này nó sinh ra cái sắc tâm, sắc pháp này cũng chả có cái mặt mũi nào giống cái mặt mũi nào một cách như khuôn đúc được. Có đôi khi sinh đôi thì có thể giống, nhưng điều nó cũng sẽ có những sự dị biệt khác, bởi vì tâm cũng dị biệt. Hai chị em sinh đôi, hai anh em sinh đôi, vân vân, nhưng nó cũng có những cái dị biệt khác. Mà cái chuyện nó dĩ nhiên rằng nó có một sự dị biệt khác như vậy. Chứ thường thì mặt không mặt ai giống mặt nào. Do tâm của người, mỗi người nó khác nhau, cho nên sắc tâm khác nhau, sắc nghiệp khác nhau và sắc pháp khác nhau. Nó là thế. Thiết phi hiểu như vậy chúng ta tạo cái thiện tâm thì cái sắc tâm thiện khởi sanh, sắc nghiệp thiện khởi sanh và sắc pháp thiện cũng sẽ hiện khởi. Nếu như tâm chúng ta không điều phục, tâm chúng ta không uốn nắn, mà chúng ta không dẫn nước vào tâm của chính mình, thì là
tâm bất thiện khởi sanh, thì sắc tâm bất thiện khởi sanh, sắc nghiệp bất thiện khởi sanh và sắc pháp bất thiện. Sắc pháp nó cũng sẽ theo cái sắc nghiệp và sắc tâm bất thiện đó mà khởi sanh. Tại sao có những người mặt mũi hình thái cái thân rất là đẹp? Bởi vì tâm của người đó tiền thân đã đẹp, tạo cái điều kiện đẹp cho nên được cái thân đẹp, tạo những thiện sự đẹp thì được cái thân tướng đẹp, tạo những hành động xấu thì thân này cũng sẽ bị xấu do tâm bất thiện đó. Thì kính thưa quý vị, người dẫn thủy nhập điền, người làm tên uống nắng tên để mục đích cho ruộng này được phì nhiêu, được tốt đẹp, mục đích cho tâm của mình có nhiều thiện sự, giảm thiểu đi những cái điều xấu xa. Người làm tên nắng tên chuốc tên để bắn trúng hồng tâm thì cũng vậy, chúng ta phải tu tập, phải làm sao để sát trừ được phiền não, không còn sanh tử đau khổ ở đời này cũng như ở kiếp lai sinh. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, tôi xin có đôi điều trình bày ý nghĩa và như sự của câu pháp cú số 145 là như vậy. Nếu có điều chia sẻ tất kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ cho và kính chấm dứt thời gian tiếp ra đây, trước khi những lời kính dân và phước lành được trời địa thức tiến đại thiên vương các vị chư tiên cùng vị chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư tiên và đại quảng nghiêm, chư vị chân linh giác linh, những chúng sinh ở tại nơi đây xin tất cả an lạc, xin tất cả quan hỷ quy hỷ phúc lành hóa hậu được an vui được tiến hóa. Và cũng xin cầu nguyện phần phước này xin các vị chư thần chư thiên, những chúng sinh có quan cái với chúng tôi cũng như đặc biệt là với sư thầy lực sinh hay nói chung được hướng nguyện một phước lành được chư sư, mong cho sư được an lạc, được tánh hóa, sống được chữa bệnh. Và kính chúc toàn thể quý vị được an lạc các cường trong danh pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Tam Bảo Hiền, nam mô Sư Thầy Lực. Và sa thú chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Viên đã giảng bài pháp cú số 145 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa, và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng bích đến sư. Vato sapa mangalang rakanto sapa de vata sapa buddha anu pha vena sada sati phuan chu te vato sapa mangalang rakanto sapa de vata sapa dhamma anu pha vena sada sati phuan chu te vato sapa mangalang rakanto sapa de vata sapa sangha anu pha vena sada sati phuan chu te. Tất cả anh phu hoàng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng khá sử thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh thượng tọa Tuệ Viên đã vào trong chứng minh chúng con, cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Những cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn nao phước hằng hà xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân còi kiều ngư cư châu quận được phần ngãn khương,
chúng sanh bốn loài thông thường, nón thai thấp quá khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, nặng mà nhất khổ truyền quanh đo đài, cầu cho hưng thanh lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tấn hóa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt nghe pháp xin xuống mít, và kính cảm ơn huynh Phạm Quang Liêm, và khỏe và cũng cố gắng, và kính chào.